Kênh Quán Truyện Audio xin chúc quý vị và các bạn có một buổi tối vui vẻ. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn của nhà văn Lê Nguyệt, Anh Em Ruột. Kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Mấy hôm nay ông ba nhìn bà ba có vẻ khang khác, lúc nào cũng thấy bà đăm chiêu nghĩ ngợi điều gì. Ông muốn hỏi lắm nhưng biết bà chưa chịu tâm sự khi mà bà chưa chủ động đến ngồi cạnh bên ông. Bà 17 năm làm vợ chồng rồi, đã có với nhau 4 mặt con. Bây giờ hai ông bà ai cũng ngoài 60, tóc trên đầu đã múa nhiều hơn tiêu. Các con thì đều đã lập gia đình riêng tư hết rồi, chỉ có thằng hai ở kế bên nhà. Nó là con trai duy nhất của hai người, nhưng cũng không chịu ở chung, vì từ hồi cưới vợ về nó liền xin ra ở riêng. Chắc là nghe lời vợ con xúi giục, bởi nó sợ làm dâu mẹ chồng và ba cô em chồng chứ gì. Thấm thoát mà cũng nhiều năm dữ rồi, rốt cuộc cũng có cái vá gì đâu. Phần ai nấy lo, đất đai cha mẹ bên bà ba cũng chia chát hết cho mấy đứa con rồi. Ông bà giờ chỉ còn cái nhà hương hỏa và hai con dừa, sống qua ngày chờ các con chu cấp thôi. Nói là nói vậy, nhưng tụi nhỏ cũng có hiếu lắm, chạy tới chạy lui với cha mẹ hoài. Có gì ngon cũng đem đến cho cha mẹ ăn, hàng tháng đứa cho vài trăm sống cũng thoải mái. Phần đám rủ của ông bà ngoại thì thằng hai nó lo. Ông bà cũng chẳng có gì để phàn nàn cho cảnh sống ung dung tự tại của cặp vợ chồng già. Nhưng bà ba cũng đâu giữ hoài tâm sự trong lòng được, nên buổi tối hôm đó bà nấu bình trà ngồi uống với ông thì thầm: tự nhiên sao mấy lúc gần đây tôi nhớ anh hai quá ông. Không biết bây giờ anh chị sống ra sao trên đó, có đầy đủ, có vui vẻ nhàn hạ như vợ chồng mình hôn. Sao tự nhiên bà nhắc tới anh hai vậy? Giọng nói của bà trở nên buồn hiu hắt khiến ông ba chạnh lòng. Tôi chết rồi phải không ông? Tôi ép anh chị tay trắng bỏ xứ đi như vậy, đến khi hai bệnh nặng tôi cũng hỏng đi thăm. Đám dỗ cha má anh chưa về cúng lần nào, nghe đầu anh cũng cúng ở trên. Chắc là anh oán hận tôi lắm. Nhà có hai anh em mà tôi làm vậy bạc bẽo với anh mình quá phải không ông? Ông bà nhìn bà ba nước mắt tràn rụa, cảm thấy áy náy trong lòng hết sức. Ông vỗ vỗ lên tay bà an ủi: lúc đó mình cũng vì các con thôi. Bà ba chớp chớp mắt: vì các con? Nhưng khi anh bỏ cuộc rồi, lẽ ra tôi phải chủ động làm hòa với anh. Đằng này tôi cũng vô tâm, khi chị hai bị nặng đem vô chợ rẫy chạy chữa tôi cũng hỏng đi thăm. Đến khi chị mất thì chỉ có thằng hai đại diện mình đi cúng. Càng nghĩ tôi càng thấy mình có lỗi với anh quá. Nhưng khi tôi bị nặng phải mổ ở chợ rẫy, anh cũng có vô tham đâu. Thì anh đang giận mà. Cha má biết vậy chắc buồn lắm, có hai anh em mà chẳng đùm bọc nhau. Ông bà im lặng, biết nói gì bây giờ. Ngày đó ông bà hai bỏ xứ lên Sài Gòn làm ăn, giao cha mẹ và nhà cửa cho bà ba. Lúc ấy chị mới 18 tuổi. Bà ba một tay chăm sóc cha mẹ, đến năm 24 tuổi mới gặp ông. Cưới nhau xong ông cũng về ở rể. Ông bà hai làm ăn được nên hiếu thảo với cha mẹ lắm. Lúc đó nhà của cha mẹ bà ba là nhà lá nền đất. Ông hai về cất lại cái nhà tường lót gạch bông cho cha má ở sạch sẽ. Ông hai nói với bà ba: công mày cực khổ chăm sóc cha má, nên sau này nếu tao có về quê dưỡng già thì cái nhà này cũng để cho mày, tao cất nhà khác. Đất đai chia hai phần, đứa nào đứa nấy hưởng. Đất cha má nhiều, tao biết vợ chồng mày cũng cực khổ lắm, cũng chưa sức cất nhà,
nhưng tao muốn góp phần cho cha má vui vì tao là con trai. Bây giờ không có tao thì vợ chồng mày cứ làm việc, khi tao về rồi tính tiếp. Thật lòng lúc đó ông bà ba cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Trên bảo dưới nghe là phong tục của gia đình từ trước đến nay. Rồi cha má lần lượt qua đời, ông hai cũng về làm mộ cha má. Chi phí làm mộ đều cho ông hai bỏ ra. Anh em vẫn trên thuận dưới hòa. Bà ba đẻ sòn sòn một tặng 4 đứa con. Ông hai chỉ có 2 đứa. Điều kiện sống của con ông hai tất nhiên là tốt hơn con bà ba. Ông hai không về nên bà ba âm thầm sang tên hết đất đai của cha mẹ về tên bà. Ông hai biết nhưng cũng không nói gì. 30 năm trôi qua, các con đã lớn, đứa nào cũng có tư riêng. Bà ba làm chủ mấy mẫu đất cũng đã lâu rồi, cũng đã quên trong đó có phần của ông hai nên chia đều cho các con mình. Trong lòng không một chút bận tâm về ông anh cả. Về phần ông hai, 2 đứa con cũng thành đạt, đứa nào cũng có nhà riêng và công việc ổn định. Đến khi ông hai làm ăn không được như xưa nữa, bán nhà thanh lý nợ nần, trong tay chỉ còn chút đỉnh tiền, ông bà muốn về quê dưỡng già. Bà ba lúc đó đất cát đã chia cho các con hết rồi, lấy đâu mà trả cho ông hai nên mới nói. Tuy sở hữu đất này đã lâu, tưởng là anh không về nữa nên chia chắc cho các con hết rồi. Bây giờ anh về thì cứ cất đại một cái nhà ở trong đất của tôi đi. Có miếng lụm đất thì vợ chồng tao sống như thế nào hả mày? 2 đứa con anh hẳn lại bỏ ba mẹ tụi nó sao? Mày nói đi đâu vậy? Hồi trước tao đã nói với mày rồi, đất đai của cha mẹ là của 2 anh em, đứa một nữa, nhà là tao cất. Tao là con trai lẽ ra hưởng hương họa, nhưng tao đã hứa cho mày rồi thì không nhắc tới nữa. Nhưng những gì của tao thì phải là của tao chứ. Là anh em ruột, tao để cho mày canh tác mấy chục năm nay, mày lên nỗi lòng tham muốn chiếm hết phần tao sao? Anh cũng ngộ, hồi cha má mới mất sao anh không về chia? Bây giờ tôi đứng tên mấy chục năm rồi, anh thừa kiện cũng không được gì đâu. Anh về đây cất nhà trên đất của tôi để dưỡng già, chứ tuổi tác này còn lao động gì nổi nữa mà dệt đất cát làm chi? Vậy là mày muốn chiếm hết đất đai của cha má chứ gì? Đất mày chia hết cho con của mày mà mày không hề nói qua với tao một tiếng. Nếu tao như người ta, hồi cha má mới mất tao đã về chia của rồi bán hết về Sài Gòn sinh sống, thì mày làm sao? Tao làm ăn được, để lại cho em út trồng trọt chăn nuôi. Tao thất bại về đây, mày cho tao cái nền nhà há mày? Chứ giờ anh muốn làm sao? Tôi đâu còn gì nữa cho anh. Không phải cho mà là trả, đầu đó rõ ràng à mày? Đất bây giờ mày đã lỡ cho các con rồi thì tao không nói nữa, nhưng mày phải vận động tụi nó trả lại cho tao mỗi đứa một công. Tao chỉ cần 5 công liền kề để dưỡng già thôi, còn lại là của mày tất. Đất cha má phải trên 3 mẫu, 3 mẫu là 30 công. Tao lấy 5 công hẹp mày sao? Anh làm anh đi cho đá trời, rồi về đây dành ăn với em út. Anh suy nghĩ lại, lúc cha má già yếu, ai là người bên cạnh chăm lo miếng cơm chén nước chứ? Anh có không? Cũng chỉ là tôi. Tôi ở với cha má từ nhỏ đến lớn, cúng rổ một tay, tôi xứng đáng được hưởng phần hương hòa. Anh đã làm gì được cho cha má? Giờ ngồi kể công hả mày? Nuôi cha mẹ mà tính toán như vậy hả? Mày làm tao có suy nghĩ. Cha má đất đa nhiều nên mày hiếu thảo để dành phần. Nếu cha má nghèo, chắc mày bỏ bê hất hủy những ngày cuối đời rồi. Tao làm con không chăm sóc cha mẹ chu đáo như mày, nên bao nhiêu năm nay tao có tơ hào gì đến đất đai của cha má không? Phần của tao cũng để cho mày canh tác, vì tao nghĩ anh em ruột thịt, đứa này ngã sẽ có đứa kia nâng. Bây giờ tao và 2 chị mày cũng già rồi,
về quê mà sống những ngày cuối đời yên tĩnh. Từ đầu tao cũng chỉ muốn vài công đất thôi, không có ý định chia hai với mày. Nhưng bây giờ tôi đã có con hết rồi, con trai thì có dâu, con gái thì có rể, cũng khó mở miệng đòi lại. Mày nói vậy là nói ngang với tao đó hả? Nói ngang là anh nói đó chứ ai. Tôi đứng tên đất mấy chục năm rồi, bây giờ anh có thư kiện gì cũng không thắng nổi đâu. Ông ba còn nhớ sắc mặt ông hai lúc đó, môi ông mím chặt, mắt long lên, hai bàn tay nắm chặt run run giận dữ. Ông ba sợ một cuộc xô xát không tránh khỏi xảy ra nên hoảng hốt định kêu thằng hai qua, nhưng ông hai kéo tay bà hai hùng hù bước ra ngoài, lớn tiếng cho cả xóm cùng nghe: mấy mươi năm nay không có công đất nào, tao và vợ tao cũng sống được, cũng nuôi được con tao lớn khôn. Chỉ là tao không ngờ tao lại có đứa em khốn nạn như mày. Hôm nay tại đây tao thể cắt đứt quan hệ với mày, và cho đến lúc chết không gặp lại mày một lần nào nữa. Nếu như tao sai lời, tao sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc. Ông bà hai đùng đùng bỏ đi. Bà ba ngồi lại, mặt xanh như tàu lá chuối, một lúc lâu mới định thần và bưng mặt khóc. Bà ba khóc suốt mấy ngày liền, sau đó bà tin ông hai luôn. Đến khi bà hai bệnh nặng, nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, bà Hào hàng xóm nuôi con gái ở đó có gặp, bà ba mới biết là ông bà hai mua đất cất nhà ở tận Bình Phước xa xôi. Còn từ con gái bà trước giờ qua lại tốt với hai đứa con của ông hai, tìm hiểu nên bà cũng biết loáng thoáng chỗ ở của ông hai. Ngày bà hai mất, thằng hai có đi đưa tang. Nhiều năm lắm rồi, bà ba nhớ anh mình nhưng cũng không nói ra mà âm thầm để trong lòng. Bà nghĩ mình không sai, là do ông hai không về nên bà tạm thời đứng tên. Sau đó ông cũng không về, và khả năng không về của ông rất lớn. Nếu như ông về để bán hết phần của mình đem lên thành phố, bà nhất định sẽ ngăn cản, vì không muốn đất đai của cha mẹ mất đi một góc nào. Mãi cũng không nghe ông hai nói gì về vụ đất đai cả. Những khi ông về đám giỗ cha má nên bà chia cho con của mình là hợp lý, hợp pháp. Nhưng sao mấy lúc gần đây bà lại nhớ đến ông hai nhiều như vậy? Chẳng biết ông hai một mình ở Bình Phước đã xảy ra chuyện gì hay không. Nghe nói từ hồi bà hai mất đến giờ, các con ông cứ kêu ông bán hết trên đó về ở với chúng, nhưng ông không chịu. Ông nói ở lại cho vong linh bà hai được ấm áp. Mộ bà hai ở đó, và ông luôn muốn sau này nằm cạnh bà, người vợ đã cùng ông trải qua biết bao nhiêu buồn vui sướng khổ trong đời. Bà ba nói với ông ba: tùy tính rồi ông, vài bữa nữa ông đi với tôi lên thăm anh hai, quỳ lại ảnh cũng được để xin ảnh bỏ qua cho tôi. Anh em trước giờ một lòng một dạ với nhau mà tại tôi nên xa cách vậy. Càng có tuổi tôi thấy mình bậy ông à. Anh không bỏ qua cho tôi cũng được, miễn tôi gặp anh một lần rồi chết cũng cam tâm. Được rồi, tôi sẽ đi với bà. Nhưng hừng sáng hôm sau, ông bà kêu bà ba dậy thì bà đã ngừng thở từ lâu, thi thể cứng đờ. Ông ba kinh hoàng kêu thằng hai đến, mếu máo kể hết chuyện buổi tối bà ba nói gì với ông. Trước khi phát tang, con Từ gọi điện cho con trai của ông hai, vừa khóc vừa kể chuyện mẹ nó, van xin ông hai vì nghĩa tử nghĩa tận mà về dự tang má nó để an ủi vong linh bà. Còn ông hai hứa sẽ thuyết phục cha nó. Đám tang bà ba có hai đứa con ông hai về, chờ mãi cũng không thấy ông hai xuất hiện. Ai cũng trách ông cố chấp, phút cuối cũng không chịu tha thứ cho em gái của mình. Chôn cất bà ba xong, ba ngày sau người ta thấy một người đàn ông đứng bên mộ bà ba thật lâu, ngay tấm ảnh của bà là một bó hoa. Ông già đó đứng một hồi, đưa tay chậm nước mắt, rồi quay lưng bỏ đi thẳng ra bến xe về Bình Phước.
Cảm ơn quý vị và các bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Anh Em Ruột của tác giả Lê Nguyệt. Kính mong quý vị và các bạn hãy để lại những dòng cảm xúc, những lời bình luận cho câu chuyện vừa mới được nghe, và không quên ủng hộ tác giả cũng như kênh Quán Truyện Audio bằng cách like, share, ấn nút đăng ký và nút chuông để nhận được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện sau.